Đây là tuyến đường từ ngã tư C4, thôn Thanh Trung đi trung tâm xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Cứ mỗi khi mưa xuống, tuyến đường lại trở nên lầy lội, khó đi như thế này. Và sự xuống cấp của tuyến đường đã khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nói đúng ra cái tuyến đường này từ năm ngoái đến năm nay thì nó xuống cấp, nó nát hết đường rồi, toàn ổ voi, ổ gà thôi. Nên là chúng tôi cũng ngày hàng ngày đi lại mấy lần nên là cũng vất vả lắm. Các cấp chính quyền xem là làm lại con đường này để cho dân đi, đi đi lại cho đỡ khổ. Con đường này bây giờ nói thật với anh từ năm ngoái giờ là nếu mà mưa thì đúng là có, có đoạn như cái ao mà cũng nhiều người ngã rồi. Thế chúng tôi cũng đã phản ảnh lên cấp trên, các anh là cố gắng để làm sửa chữa trong cái lúc mùa mưa để cho bà con đi cho đỡ vất vả. Đoạn đường trên không chỉ lầy lội khi mưa xuống mà còn bụi bẩn khi nắng lên. Do đó đã khiến cho cuộc sống của người dân hai bên tuyến đường gặp rất nhiều vất vả sau khi có công trình lớn ở trong kia làm cái này, lắng để bụi coi như là trong nhà nó ngày lau hai ba lần vẫn không hết bụi về mùa mưa thì nó khổ nhưng mà bên công trình có đổ cát đá vào nhưng mà cuối cùng nu xong cái chỉ được một thời gian ngắn nó lại đâu vào đấy nữa. theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thanh hưng sự xuống cấp của tuyến đường đã diễn ra từ lâu và nguyên nhân chủ yếu là do các xe vận chuyển vật liệu thi công các công trình trên địa bàn trước thực trạng đó ủy ban nhân dân xã đã nhiều lần kiến nghị đến chủ đầu tư đơn vị thi công hoàn trả lại mặt bằng sau mỗi khi hoàn trả xong không được bao lâu, tuyến đường lại trở nên lồi lõm, lầy lội như cũ. Ở tuyến đường C4 đến Hồng Đếch là đã xuống cấp trầm trọng. Nguyên nhân là đang thi công dự án hồ trọng tay. Nên là xe là của công trình vào đến đã ảnh hưởng là đường và là xuống cấp rất là là trầm trọng, rất khó khăn vất vả cho bà con thi đại. Mặc dù tuyến đường chưa thể sửa chữa nâng cấp khi các dự án chưa thi công hoàn thành, song để đảm bảo cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, người dân thanh hưng và các xã lân cận rất mong muốn các đơn vị liên quan có những động thái hoàn trả lại mặt đường đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông nhất là trong thời điểm mùa mưa như hiện nay